vì mình 16 giờ bỏ chơi đần bơ. Hôm nay em giới thiệu các bác cặp loa của anh, cặp Buxell. Đây là dòng Buxell BVDUP nhé. Lâu lắm mới về được một cặp mà dòng Buxell hàng hãng, hàng châu Âu mà giá rất là hợp lý để các bác chơi. Đấy, đây là dòng Buxell. Buxell nó là dòng loa nhỏ các bác nhé. Tất cả những cái dòng loa nhỏ đều có thể được gọi là dòng Buxell với cái khái niệm của nó. Khái niệm của Buxell nó là dòng loa để trên giá trên kệ. Em đo kích thước cho các bác xem nhé. Đầu tiên là về cái chiều cao của cặp này thì nó cao khoảng 36,5 cm. Bề ngang của em này nó rơi vào khoảng 21 cm. Chiều sâu của em này nó rơi vào khoảng 18,5-19 cm. Đo kích thước để các bác nắm, để các bác kê cái nhá. Thì cho Buxell thì nó là cái từ tiếng Anh, từ ghép của từ quyển sách và cái giá sách thôi. Những cái cặp loa mà Buxell, tức là những cái dòng loa mà để trên giá trên kệ được thì người ta gọi là Buxell. Đấy, em quay đằng sau cho các bác xem. Đấy, BVDUP dòng DS1. Và đây những cái thông số của nó các bác nhá. Đây là một cặp BVDUP mà nó rất là hiếm hoi, nó còn cái tem này. Cái thời xưa những cái tem này em về cả những cái cặp loa to nó toàn bị mất thôi. Cái cặp này được còn cả đôi. Đấy, công suất đỉnh của nó là 100W một chiếc, 8 ohm đôi nhạy 90 dB. Nó là dòng BVDUP của anh. Đấy các bác nhá. Mới tin anh đần đây. Cái này nó là tiếng Pháp, sản xuất tại Anh. Này, Fabrique Anglais và sản xuất tại Pháp của hãng BVDUP. Anh em nào mà thích chất Buxell cho những cái phòng nhỏ nhỏ thì có thể sở hữu đôi này. Giá em sẽ để tiêu đề tin nhé, cho các bác tiện theo dõi. Đấy, về cấu hình của cặp này thì đó là dòng Buxell thì thường nó sẽ là hai đường tiếng. Thường nhá các bác nhá, cũng có một số dòng đó là ba đường tiếng. Cặp này thì nó sở hữu gân cao su. Đấy, gân cao su nó gân ngựa. Gân cao su này vẫn là gân zin. Đấy. Một tép. Đấy, các bác nhìn này. Các cái ốc của dòng này nó ngoài bốn cạnh nó còn thêm một cái khứa khứa. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Dù cặp loa này thì bây giờ nó rất là hợp lý để em chơi. Nó chỉ tương đương một cặp loa Buxell của Nhật thôi. Lỗ thở đằng trước các bác nhá. Em mới test với con âm ly Nhật thôi. Những cái dòng BVDUP nhỏ này thì nó không ăn công suất lắm đâu. Tiếng nó đánh cũng rất là chắc. Để em so sánh nhá, nếu mà cặp này chất tiếng ấy thì tiếng nó đánh lực như con D500 của Liverpool, của Honjo ấy. Nhưng mà về cái bass thì nó có phần mềm hơn. Một phần cũng bởi vì cái chất của châu Âu, và hai nữa là cái chất liệu gân bass là gân cao su thì bao giờ một tiếng của nó cũng sẽ mềm dẻo hơn với so với cả gân mút và gân vạc. Anh biết mình nó BVDUP DS1. Ngày đó dòng này anh em có thể kết hợp với những cái dòng âm ly của bộ dàn cũng được. Rất là dễ chơi, chơi cho phòng nhỏ. Ngoài kia trông rụng quần xeo bao lơm chai. Đúng chất BVDUP, tiếng bass đánh rất là chắc. Đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn em đặt tên chúng mình. Ngoài ra em đang về được thêm những cái dòng loa lời JBL Control 1. Em sẽ giới thiệu đến các bác ở clip sau. Đó, chú ý đón xem. Hoa nở trên cành. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.